Chào các bạn nha. Thì hôm nay góc bếp nhà của mẹ cô Chuối có làm cái món sườn heo kho khóm này các bạn. Thì sẵn tiện đây mình cũng xin chia sẻ với các bạn cách kho sườn heo kho khóm của gia đình mình luôn ha. Thì ở đây nguyên liệu mình chuẩn bị gồm có nửa ký sườn heo mình đã làm sạch rồi, mình chặt rồi luôn nè các bạn. Và một trái khóm ha. Thì khóm này mình sẽ sử dụng khoảng nửa trái thôi ha các bạn, tùy các bạn nha. Nếu mà các bạn muốn sử dụng nhiều hay ít thì các bạn để thôi, chứ mình thì thường thì mình sử dụng nửa ký sườn này với lại nửa trái khóm ha. Nay Diêm Hồng mới nói chuyện tiếng khao khao, không biết khó nghe không nha. Có khó nghe thì các bạn bỏ qua cho mình nha. Với một chén nước dừa nè các bạn, dừa tươi ha, 3 muỗng cà phê nước mắm, 3 muỗng cà phê đường nè các bạn, một chút tiêu nè, một chút hạt nêm, tỏi băm với củ hành băm ha các bạn. Giờ thịt thì mình cũng đã sơ chế mình làm sạch rồi, bây giờ thì mình sẽ ướp thịt trước ha các bạn. Ướp khoảng từ 10-15 phút, các bạn có thể ướp lâu hơn, 20 phút gì cũng được. Mình ướp để cho thịt nó thấm á, nó sẽ ngon hơn ha các bạn. Rồi mình ướp thịt luôn. Đây. Mình ướp hành tím. Tỏi thì chút mình để mình phi ha. Hạt nêm. Tiêu một chút được, chờ một chút đường lại nha các bạn. Các bạn lưu ý là tùy theo khóm của mình nó ngọt hay nó chua nha, thì mình gia giảm cái lượng đường lại nha. Ví dụ mà khóm mình chua quá thì mình thêm đường vô, và ngọt quá thì mình bớt đường lại. Mình sẽ cho vô đây một chút muối nữa ha các bạn. Khoảng nửa cà phê muỗng cà phê muối nha các bạn. Mình sẽ không ướp nước mắm trước. Nước mắm thì một chút nữa mình nấu lên này, mình trong quá trình mình nấu mình sẽ cho vô sau, mình ướp nước mắm trước thì thịt nó lâu mềm á các bạn. Nó dọn thịt lại nó lâu mềm. Nhà mình có thằng nhóc nó ăn nhỏ. Cho nên là mình làm cho nó mềm. Giờ mình để đây ha các bạn. Mình đi xắt khóm ra nha.
Món sườn khô khóm của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Nhìn ngon ha. Giờ với chén cơm ga dùng thôi. Mà các bạn dùng với mình nha. Chào các bạn. Ảnh bệnh, hai mẹ con đều bệnh. Mà các bạn dùng sườn khô khóm với hai mẹ con mình nha. Không dám nghiêng, tại nó đổ cái nước đó các bạn. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Chú ăn sườn nha. Để mình lấy sườn cho con cạp nha. Nghỉ ăn đi. Ảnh kêu mẹ mua sườn nhà cho ảnh cạp. Giờ nấu xong rồi ảnh ăn đi. Ông sườn đó con. Má gà đó. Ăn đi, dùng đi. Bắt con gà đi. Bắt con gà hả? Con ăn xong đi, mẹ bắt con gà cho con coi. Chết thò đó. Ho là ăn khóm là đúng luôn các bạn, hình như khóm là chị ho đó. Hai mẹ con người nào ho chứ, nhưng mà không bệnh được luôn. Thịt mềm quá trời luôn, con cạp đi, cạp sơn á. Không hả? Mình đãi đây chút nữa mình cho chuối ra làm sao đi. Để cho con đi chơi nha. Hôm nay chắc con đừng có đi tới đi luôn con. Thôi bệnh mà con thấy luôn. Thôi đi mà. Bạn ơi ho quá không nói chuyện được. Chắc hôm nay mình kết thúc video sớm lắm. Ho quá nói chuyện nữa. Khi nào mình gần nhất bếp xuống á, mình làm. Hả, cho nước mắm vô nha các bạn, cho thịt nó nhanh nè. Ăn nha. Thử coi. Miếng khác đi. Miếng khác đi hả? Con tự cạp nha. Thôi. Vậy sao? Vậy mày lấy miếng thịt cho con nè. Ảnh nhiều chuyện ghê lắm. Ảnh bệnh ho mà. Chịu ảnh nè. Coi tivi nhá. Ăn mở lên coi. Không ăn phải không? Không ăn hai mở quá. Ăn lẹ lên bằng đút ăn. Ớt mình không có sắc ra nữa các bạn. Mình để nếu mà ăn thì dặn ra chứ mình sắc ra mình xả cay. Nhắc nó ăn được. Có ăn không? Ăn ớt. Này con tự bóc ăn đi. Vô tay. Vô tay. Thôi để chút mình mẹ đó mẹ đút con ăn sao nha. Dạ. Giờ này chắc con bé giờ ảnh ăn cơm rồi đó các bạn. Tranh thủ ăn nhanh lên để đút con. Ăn khóm nè. Cái khóm hôm nay mình mua không có chua các bạn. Chua vừa phải thôi chứ không chua lắm. Ngon. Mình làm kho khóm này mình đừng để ham, mình kho khóm nhiều quá nó sẽ gục cái thịt đó bạn. Nó mụn cái thịt đó, nó ngon. Mình kho chỉ nửa trái nè. Để ăn. Mình thích ăn khóm lắm. Giờ người ta kho có khoảng 1/4 trái, 1/3 trái nè. Vừa ăn. Ăn là hao cơm, tốn cơm lắm các bạn. Món này ăn tốn cơm lắm các bạn. Dễ ăn ha. Chua chua ngọt ngọt dễ ăn lắm các bạn.
đặc biệt là cái món sườn này mình hai mẹ con mình đều bệnh á, cho nên là không nên chiên, kho khóm ăn nó tốt hơn, phù hợp hơn cho hai mẹ con mình. Thịt mình không mềm lắm luôn. Ừ. Nó hành hả? Có ăn cơm không? Anh bệnh á. Ngày đầu anh bệnh anh bỏ cơm luôn á các bạn. Hôm nay ngày thứ ba thứ tư bớt rồi. Mua sườn này mình đem. Ấy là mình kho khóm. Các bạn ạ. Chắc mấy bạn xin phép kết thúc video tại đây nha các bạn. Để cô chú ăn nữa. Đó. Các bạn nhớ ấn like và subscribe kênh của mình nha bạn. Đăng ký kênh của mình để ủng hộ hai mẹ con của mình nha. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video như lần sau. Bye bye. Con bye bye mọi người. Chào các bạn.